Vâng, giới thiệu với các bạn, đây là một cái cây dâu da nghệ thuật. Đấy, một cây dâu da cổ nhá. Tôi quay đây để anh em hình dung được cái chú này, chú ấy đứng bên cạnh cây, chú đứng sát xuống cháu tí. Chú đứng sát vào cây để anh em so sánh. Đấy, được rồi, cảm ơn chú nhá. Để tôi quay chi tiết cho anh em xem tí. Đấy, quay. Đây nha, anh em xem qua phần gốc bệ thân cành nhá. Sau đó tôi sẽ đo cho anh em xem. Đây là lu cục này. Đấy, như quả trứng này. Đây đó, đây đó. Vu biếu. Đây sẹo mím hết rồi này. Đấy, rất đẹp, thân co lắc. Cây già. Trông gớm này, cây già mà nó khỏe cây. Đây nha, anh em xem lá nha. Dù ra đấy, thân cành, tay cành đây. Co lắc rất nhiều đây. Bác nào mà yêu thì liên hệ nhá. Đây anh đòi hôn giúp em. Anh đo cái độ vanh của nó cho em xem này. Vanh của nó là 65. 65. 65. Vanh cao 65. Là 2 m. Cao là gọi từ mặt cối. Để em quay cả cái cảnh dưới mặt cối. Đây trồng ở trong mặt cối. Đấy. Nào cho anh em xem nào. Được rồi. Lên đỉnh ngọn lên. Đấy. Chung là giá 2 m tí. Cao giá 2 m tí. Rồi, giá 2 m đấy. Đấy, có một giò lan phi điệp. Đâu không phải. Đấy phi điệp. À đây đây là... đây là mới là phi điệp. Ờ đấy phi điệp. Gọi là hoa sổ số. Đây còn đây quay cho anh em xem cái cối. Cối đá đã nằm ở trong cối này rất lâu năm rồi. Cối đá cũ. Cối đá cũ. Cái cối đá này bị đục. Cối là 1m6. Cái rồng lâu năm rồi đấy. Cối này đục đà đục lỗ rồi đấy không? Đâu, cối này nó thủng. Nó thủng. Ừ. Nó thủng thì là mình lại trồng trên một cái trồng lên một cái đôn. Trong cái trên đất bửa ra ngay đây này. Nó nằm không ở trên cái cối chứ. Ừ, thế thì lâu lắm anh ơi. Ồ, thế nó mới cái giá trị. Là biệt, nó có xiên rễ dưới không? Không. Nó ở trong cối rồi. Nó tách rời à? Tách rời hoàn toàn đây này. Này. Ừ. Đấy nè. Sao mà thế cái hay. Chỉ ở trong cái cối này thôi. Chỉ trong cối. Bây giờ nó lại cực kỳ cho đấy. Vâng. Muốn lấy ra thì không lấy nổi không? Vâng. Để này với cổ thụ này. Đúng rồi, nó mới đẹp. Đấy. Vâng, tôi đây cái nó đổ ra vô tư đi. Dáng hơi siêu, đẹp quá. Mở rõ ràng tay cành nghệ thuật nhá. Đó. Côn cây, tay cành nghệ thuật. Quá nghệ thuật đấy. Vâng, tôi sẽ chuyển sang một cái cây khác cho anh em cùng xem. Ai thích thì cứ liên hệ nhá. Vâng, giới thiệu với anh em đây là một cái cây xanh. Tôi nhờ bác Đại, bác cái đo giúp tôi. Anh đo giúp em cái chiều ấy, báo hỏi em kích thước ấy. Là 2m15. Chiều ngang của nó đây. Chiều ngang của nó là cũng vào 1m15. 1m15. Cao. Cao của nó là 2m05. 2m05. Vâng đây nhá. Có cái dọn tàn nhá. Vâng. Tàn thì nó dọn qua thành đi. Nữa nữa, em đẩy nữa. Nhìn ánh sáng không? Có được, sáng. Nhìn được, được. Cái này nó dọn tàn của nó là 2m6 đi. 2m6 à? Tàn. Tàn ngang để em đo xem. Tàn ngang của nó là 1m75 nhé. 1m75. Vâng. Còn cho 1m8 đi. Đúng rồi, nó rộng mà. Rộng 1m8. Vâng, giới thiệu với anh em đây là một cây xanh, cái bông tàng rất là mịn. Răm dày, lá chất đẹp. Đây là chất lá của cây này. Đấy. Đang mùa nắng, mùa mưa, cây von ra rất là mạnh. Chất cây xanh, rậm, răm dày. Và đây anh em xem qua gốc nhá. Chất bệ. Chất cành và chậu. Hơi chậu tối. Chậu này là chậu đắp tay. Chậu này đắp từ lúc... từ
từ năm 1999. Kiểu ngày xưa đắp đẹp. Một nghệ nhân đắp kiểu ngày xưa đẹp đúng không? Rồng nổi, rồng nổi. Con hoa chanh vẩy. Cái kiểu này đắp thợ cao tay đắp cao tay đấy. Đẹp. Chứ là quá cao tay, đắp chi tiết như này. Vâng. Nổi vân. Và bây giờ tôi sẽ cho anh em xem cái thân bệ của cái cây này nhá. Cho tối tôi phải xoay đèn này. Nói chung là nếu mà tưới lên nó cũng đổi màu đồng hết rồi. Đây, đây là màu đồng rồi đây này, đỏ đỏ ao luôn. Đỏ ao luôn. Đấy, méo già méo này, thân bệ này. Bác nào mà cảm thấy kết có tuổi rồi. Bác nào cảm thấy kết thì cứ liên hệ nhá, tôi sẽ để lại số điện thoại. Đấy. Vâng, tôi sẽ chuyển sang một cây khác. Phần thân ấy, thân ôm đá nhá. Đây cũng là một cây dâm bụt nữa. Bao nhiêu vành gốc bao nhiêu anh? Vành gốc đây là 55. 55. Cao bao nhiêu? Anh vừa đo cao nhiêu? Cao 2 mét. Cao 2 mét à? Anh đo đoạn thân này chưa anh? 40. 40 à? Cây nạc nhá. Cây nạc thoát thân khoảng mét, mét 3. Từ gốc lên đến đây là mét 3. Nó chia cành 3m4 rồi đó. Đây hoa của nó đây. Cái dòng này thì nở rất là rực rỡ mà nhiều hoa. Cây cao. Trang trí sân vườn rất đẹp. Quả thực là nhìn rất là phê. Anh em mà có nhu cầu thì liên hệ. Còn cái nào không anh ơi? Đây là một cây thừng mực. Thừng mực ghép mai chú thủy. Nhà chung. Đấy, quay qua đi xong anh đo kích thước cho anh em. Nhiều đầu. Đây là 3 7 thân. 7 thân này. Cái này 7 thân nhá, chiều cao này. Chiều cao từ trên xuống dưới là 1m05. Chiều bệ của cây nhá. Chiều bệ là 80. Chiều bệ 80. Đây dễ. Đây đứng như áp theo người nó nhìn dễ. Em quay hết vòng quanh. Quá đẹp. 7 thân. 7 thân. Đây nhá, đây là một cái gốc lộc bừng. Mẫu tử đi. Mẫu tử. Độ vanh vanh là 100 này. Chiều cao. Chiều cao từ mặt chậu lên này. Chiều cao 90. À đâu, từ đây tính từ đây đi, 80 đi. 85. Chiều cao 85. Em quay kỹ cho anh mấy tay cả. Nó sụ sị, u biếu.
nay vừa bán cho anh em Bắc Linh 2 cây 3 triệu cây. Ô lù anh, nó lùn thôi, không mấy. Lộc mới lại. Con bé anh bán 18 triệu. Con này nó cũng to đẹp, nói chung là chơi đẹp. Lộc bừng nuôi từ nhỏ. Đây con này mới bán. Bé bé vừa bán xong. Bán rồi. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.